Ký ức một chuyện tình. Sao anh lại có hình của Nhan Tống vậy? Anh biết cô ấy sao? Vì anh, chuyện gì em cũng dám làm. Tô Kỳ, Tô Kỳ, mình muốn làm ảnh hận Tống. Vì cổ anh sẵn sàng dời lại hôn lễ, vì cổ anh có thể không màng đến cảm nhận của em. Những hành động và lời nói khiến đối phương đau lòng. Thật ra anh là ai? Anh có mục đích gì? Hôm đó tụi mình đều uống sai cho nên. Thật ra Nhan Lãng không phải là con của anh hay không? Nó không phải là con trai anh. Anh không phải là cha của nó. Vậy thì ai mới là cha của nó? Nhà chúng ta không có loại con cháu không rõ lai lịch đó. Tao cũng không có loại cháu không danh không phận đó. Ngay thời điểm này lẽ ra anh không nên chia rẽ Nhan Tống và Nhan Lãng. Hướng giải quyết tốt nhất cho các bên. Chắc chắn anh sẽ kiên quyết đòi đi xét nghiệm. Mình biết, nhưng mình sẽ không đồng ý. Gì ơi, nó còn biết kết quả thế nào đi. Nhan Lãng, sau này con phải gọi chú là ba đó. Con không chịu. Đón xem phim truyện nước ngoài qua Nữ Sinh. Phim được phát sóng vào lúc 21:35 hàng ngày trên sóng truyền hình Tiền Giang.